Ơi, xin chào mọi người. Hôm nay thì bên em có về một ít bánh xe tròn. Bánh xe tròn công nghiệp của Nhật Bản này. Cái này hàng bãi Nhật thì một bộ 4 bánh. Một bộ gồm 4 bánh này, bánh xe bi tròn, bi cầu. Cái này là hàng độc nhé. Về số lượng có hạn thôi. Thì cái này theo thông số thì một bánh nó chịu tải được 25 kg. Thì một bộ rơi vào tầm cỡ chịu được một tạ, trên dưới một tạ đấy. Thì cái này thì mọi người có thể dùng để chế cái bàn đẩy hoặc là cái ghế xoay hoặc là chế một cái bốn bánh để chậu hoa đẩy ra để vào. Thì này, cái này chế được rất là nhiều thứ. Đặc điểm của cái bánh này thì nó bằng cao su, chạy rất là êm. Cái này xoay được 360 độ nha. Ngoài ra thì cái này có một cái ưu điểm là nó có cái khóa xoay bánh này, có thể bật lên on off này. Off là có thể là bánh xoay này, còn on on là khóa bánh luôn đấy. Bật với on là khóa bánh luôn. Cái này để cố định, ví dụ chế bàn hoặc là bàn chế ghế để cố định là một chỗ đấy. Cái này chiều cao của bánh thì nó rơi vào tầm cỡ 6,5 cm. Còn đường kính của bánh là 5 cm. Còn như cái mặt phẳng của cái đế là chiều dài này, chiều dài là 5 cm này. Chiều ngang là 3 cm. Cái này đế hình chữ nhật, mọi người có thể bắt vào cái ống thép phi của mình bình thường á, khoan 4 lỗ. Xong rồi hả? Cái đấy phải dùng xe đẩy mới bê được. Như một bánh này, một bộ này thì bên em để giá là 185.000 một bộ, gồm 4 bánh. Đấy. Hàng này số lượng có hạn thì mọi người có thể tham khảo và tranh thủ. Đây, chữ Make in Japan này, Japan này. Bánh này là của hãng Hammer Caster này. Ok, rồi cảm ơn mọi người nha.